Hello mọi người. Chicken. Hôm nay đi Sài Gòn các bạn. Vinh hạnh quá mời được Sơn Tùng MTB đi ăn bún đậu. Bún đậu cô khàng. Đấy, đi hôm nay đi với bà xã thôi, hai đứa nhỏ thì hai đứa nhỏ ở nhà không chịu đi. Bây giờ tới quán các bạn. Bún đậu cô khàng các bạn. Okay. Giờ chuẩn bị gọi món nha các bạn. Tôm vô đối thì biết người không đối các bạn. Đây bạn đây là thực đơn. Em bấm nha. Thực đơn của quán này. Quán này nhỏ thôi, nó đông lắm. Đông rồi. Không hẹn chút các bạn. Xem tổng MTV ra. Mới đi diễn ở bên Dubai giờ thái lan giờ mà lên hình quá trời. Sớm mà có khách các bạn, khách đang chờ. Món này cũng nổi tiếng lắm các bạn ơi. Hôm nay cho hai đứa nhỏ ở nhà, hai đứa nhỏ ở nhà nghỉ ngơi, mấy bữa nay đi nhiều quá rồi cho nên là rất là mệt, cho nhà nghỉ ngơi. À, bây giờ chút xíu nữa đồ ăn lan mình quay tiếp nha các bạn. Bên lòng nó lại là lon bia. À, mời cả nhà nha. À, vô cái đây chia á, mừng ngày gặp mặt anh. Lâu quá gặp Sơn Tùng. Nổi tiếng mà sao gặp được. Phần đậu bún đậu là nó có như thế này các bạn. Có bún nè, đậu hũ nè, chả mực, thịt luộc. À, hấp dẫn quá. Còn tôi này tôi bún bún mắm em, bún gì nãy nói quên nè. Cái này là bún ốc chuối đậu. Bún ốc chuối đậu. Dạ. Ok. Đây, mời cả nhà nha. Hấp dẫn quá ha, nhìn đẹp mắt quá ha. Cười tươi lên ngay. Gà rô ti á. Đây là dầu lòng chiên các bạn. Một cơm ở giữa. Gà chiên nữa. Này là đậu hũ quá. Gà rô ti. 300 mấy á. Đơn giản thôi nhưng mà ăn rất ngon mà. Chưa coi video qua YouTube. Tại mít coi YouTube quá. Đăng Facebook giờ nhắn tin nó không hề chia sẻ mà cái đầu nó coi. Em lười con ví dụ á. Đây bây giờ các bạn tăng cường thêm dĩa dồi. Dồi luộc. Hấp dẫn quá hả? Hấp dẫn quá, ngon quá. Vô cá đi. Này làm giống như mà con mập không phải không? Cũng vậy vậy. Mà con khoan nó có mẹt hay không? Không biết có không, bữa anh yên tâm đi ăn rồi. Đâu có gỗ ăn hai thằng rồi. Là hai mâm. Nó bể bụng luôn. Chưa là hôm sáng cái bụng. Có tắm không? Tắm mình đẹp, hôm nay có đi làm không? Nói chứ nói mấy con chạy bên đó không? Không chạy chỗ khác hả? Chắc nghỉ luôn. Giờ xong rồi. Băm rồi băm cũng gặp gặp rồi giống như ví dụ quên tiệm xăm có ở kia cũng có thôi mua nhà thắt cái em có xăm cũng có cũng là xăm gà rô không gì cùng đây là thợ xăm các bạn. Ai bạn nào mà có nhu cầu xăm chỗ hay là hình ảnh gì đó chạy qua Sơn Tùng. Còn nếu mà đó là nông dân âm ly giới thiệu thì có giá mềm các bạn luôn. Bát nông dân TV. Hả? Family. Family. Đổi. Hôm qua nói là nông dân family giới thiệu qua là có giá mềm đẹp luôn. Anh muốn anh muốn lên hàng chữ cái tụi Batensi à? Nhỏ xíu rồi nha. Chữ Batensi. Batensi là gì? Batensi là cái là như là kiểm tra sao quên ta.
cái chữ ba chân si như là kiên nhẫn kiên cường á, nó vậy á, nó là kiên nhẫn kiên cường á đó. Ờ đúng rồi, nó muốn nét nhỏ mà. Ừ, nét nhỏ cái đó Tùng có làm cho bạn rồi. Bữa làm cho nó không ăn đọc là nghe vậy, nó nghe không đẹp, đọc được cho xuống dưới như chút tim bơ luôn, nó sầm muốn lên nó nhỏ à, không được phân nữa, càng nhỏ phân à, càng mảnh càng đẹp, nét mảnh đó. Vậy quá không phải là làm không phải là làm phông chữ của bình thường nha, phông chữ à ả lập á. Ừ đó, không đẹp đó, ả lập nó đẹp, phông chữ có góc cạnh á. Ồ đang nước quá trời, không có nước tiếng hả bảy nè chấm ăn liền vừa lên đặt câu hỏi xong cái mình đã băng băng đi á, ghế này bãi rồi để xem đó cho dễ đi tắt ra cho nó rồi, bởi nó có chỗ đậu xe này, tại do đi đại sứ quán không cho đậu xe chứ không chạy lên đó luôn. Vô mà sinh tháo luôn. Rồi nhiều quá. Không giờ ông ngoại nhận được. Chưa ông cơm cái gì? Bảy nó coi thẳng không? Bảy bảy. Không ăn hàng mua phần gì đâu mà. Không ăn mấy này đâu. Để cho không ăn rồi. Chỗ này giá cả cũng ngon ok mà. Giá mềm xèo luôn á, đó là đắt nhất cũng lắm rồi, 55k quá nhiều tiền luôn, ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ. Quán này là quán cô khàng các bạn. Sao lên Facebook hoặc là internet search là có liền. Quán cô khàng. Cô khàng. Phục vụ đặt số điện thoại đặt hàng là các bạn, đặt hàng này. Đó, mỗi bữa từ 9 giờ sáng đến 22 giờ đêm, địa chỉ đó các bạn thấy chưa? Giờ 10 đêm mới đóng cửa. Rồi bây giờ video cũng dài các bạn. Bây giờ mình kết thúc video nha. Để cho mọi người ăn uống tự nhiên hơn. Bye bye, xin chào mọi người. Chào hai bạn.